sommet. Ils ont la plus belle vue, mais y'a un mais. Ils ne savent pas ce qu'on pense d'eux en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'en bas, nous on danse toute la nuit. Nous on fait l'amour, on vit la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire vos villages? C'est que le temps, c'est comme le vent. De vivre, y'a que ça d'important. Sous pas mal de la morale, c'est bien qu'on fait mal. C'est des voix du monde. Dạ rồi, ok, xin chào mừng tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi livestream trực tiếp của Thanh An. Chúc cho tất cả các anh chị một buổi sáng tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, mạnh khỏe và hạnh phúc trọn vẹn nha. Và Thanh An cũng xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang theo dõi Thanh An qua tất cả các cái phương các cái mạng xã hội các anh chị nhé. Rồi. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Thanh An sẽ quay trở lại với các anh chị cái chuỗi chu kỳ của tháng 9 năm 2023, đó là The Magic tiết lộ bí mật vĩ đại các anh chị nhé. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phương pháp tiếp theo trong chuỗi 28 ngày thực hành lòng biết ơn được không ạ? Và ngày hôm nay là ngày số 9 các anh chị nhé. Ngày số 9, Nam Châm Tiền Bạc. Và trước khi bắt đầu buổi dung, chúng ta sẽ đến với cái bước đầu tiên. Khi mà chúng ta làm bất cứ một cái điều gì, chúng ta hãy ra quyết định về cái kết quả mà mình mong muốn đạt được các anh chị nhé. Và chúng ta đang rắc bụi phép màu cho cái buổi dung ngày hôm nay, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhắm mắt lại và quyết định cái kết quả trong cái buổi dung, buổi livestream ngày hôm nay. Chúng ta mong muốn đạt được cái kết quả gì, cũng như là chúng ta quyết định cho cái kết quả sau chuỗi 28 ngày thực hành lòng biết ơn, hoặc là quyết định cái kết quả của tháng 9 năm 2023 các anh chị nhé. Đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau rắc bụi phép màu các anh chị nhé. Rồi, ok các anh chị, rất là tuyệt vời ha. Chúng ta cùng quay trở lại được không ạ? Rồi, và ngày hôm qua thì chúng ta đã đến trải qua một cái ngày, trải qua ngày thực hành về gia vị nhiệm màu. Lòng biết ơn về những cái món ăn, lòng biết ơn về những cái thức uống của chúng ta các anh chị ha. Thì bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ngày hôm qua chúng ta đã thực hành đó là gì? Đó là khi mà chúng ta ăn một cái món đồ ăn hoặc là uống nước đó các anh chị, chúng ta đã gửi lời biết ơn tới thức ăn, nước uống rồi ạ. Đấy. Mình cần phải ứng dụng cái điều này và mình phải biến nó thành lối sống các anh chị nhé. Khi mà chúng ta uống này, chúng ta ăn này, chúng ta nghĩ về những cái con người đã, những con người tuyệt vời đã cống hiến làm ra cho mình những đồ ăn, những thức uống này, đúng không ạ? Đấy. Và sau đó thì sao? Khi mà mình nghĩ nghĩ tới những cái điều đó, mình gửi lời biết ơn á, thì lời biết ơn của mình á, nó sẽ sâu sắc hơn, nó sẽ có cái cảm xúc hơn các anh chị. Đúng ạ, chứ không phải là mình chỉ nói một cái lời biết ơn, cảm ơn một cách xã giao rồi không có gì hết các anh chị. Mà cái thứ mà mình cần ở đây á, đó là gì? Cái thứ mà mình cần ở đây đó chính là cảm xúc các anh chị nhé. Cảm xúc nó chính là chìa khóa, được không ạ? Cảm xúc nó chính là chìa khóa các anh chị ha. Cảm xúc các anh chị nhé.
Và khi mà mình ứng dụng luật hấp dẫn, ứng dụng sức mạnh tiềm thức á, đó là gì? Đó là quan trọng là cảm xúc. Và luật hấp dẫn, sức mạnh tiềm thức chỉ hưởng ứng với những cái hình ảnh và cảm xúc thôi các anh chị. Đúng không ạ? Mình nghĩ về những con người rất là tuyệt vời và mình gửi những cái cảm xúc, những cái điều tuyệt vời đến dành cho họ. Mình cũng đang rắc bụi phép màu dành cho họ đó các anh chị. Đấy. Và anh chị nhớ này, mình phải có được cảm xúc các anh chị nha. Nếu như mà mình chưa có được cảm xúc thì sao? Thì mình phải hình dung cho ra, cho ra được những cái hình ảnh về những cái con người tuyệt vời đó được không? Được không các anh chị? Mình phải hình dung cho ra, mình phải hình dung một cách rất là rõ nét những cái hình ảnh của những con người tuyệt vời đó trong đầu chúng ta. Khi mà chúng ta hình dung rõ thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ có cảm xúc các anh chị nhé. Đúng không ạ? Bây giờ mình cứ tưởng tượng đi. Giả sử bây giờ mình không có cái ly nước để mà mình uống thì anh chị cảm thấy sao ạ? Hoặc là mình cảm thấy là nếu như mà bây giờ này mình tự đi lấy nước xong rồi mình tự đi làm tất cả các cái khâu để mà mình có được một cái ly nước trong lành mình uống thì mình có đủ thời gian để mình đi thực hiện ước mơ của mình không các anh chị? Không, mình cũng không có đủ thời gian để đi thực hiện được ước mơ của mình ha. Nên là những con người đó rất là tuyệt vời đã đến để hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều trong cái cuộc sống này để giúp cho chúng ta có thời gian đi chinh phục và đi theo đuổi cái mục tiêu, theo đuổi ước mơ của mình đúng không ạ? Để mình tiết kiệm được gì? Mình tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc và mình có nhiều thời gian hơn thực hiện được ước mơ của mình, xây dựng cuộc sống của mình. Đấy, vậy nên á, chúng ta hãy gửi lời cảm ơn, gửi lời biết ơn tới những cái món đồ mà mình ăn hàng ngày, tới ly nước mà mình uống, tới những cái con người tuyệt vời đã tạo ra chúng các anh chị nhé. Đúng không ạ? Và sau đó là sao? Sau đó là mình rắc bụi phép màu, mình rắc bụi phép màu lên những cái món ăn, những cái đồ ăn của mình ăn hàng ngày các anh chị ha. Và khi mà mình rắc bụi phép màu là mình đang ra quyết định đấy. Mình đang luyện cái thói quen là ra quyết định mỗi ngày. Và mình khi mà mình rắc bụi phép màu thì mình sang mình tưởng tượng là mọi thứ nó đã được thanh lọc rồi. Và khi mà mình ăn những cái món đồ đó thì mình cảm thấy nè, cái cơ thể của mình nó được khỏe mạnh hơn. Và mình ăn những cái món ăn nó giúp cho mình có sức khỏe, nó giúp cho mình tràn đầy sinh lực hơn được không ạ? Đấy. Các tế bào của mình nó trẻ trung, nó năng động, nó quay trở về tuổi 18, đúng không? Và khi mà mình uống nước á, mình uống nước thì mình cầu nguyện trước khi uống, nó khá là hay, nó khá là hay, rất là hay như thế này nhỉ? Khi mà Thanh An á, đi tập thể dục á các anh chị, đi tập thể dục mình tập xong á, đi tập tennis rồi mình chạy bộ này, mà trước khi mà mình uống nước á thì mình đều biết ơn, rồi sau đó mình cầu bụi, cầu nguyện là mình đang rắc bụi phép màu cho cái ly nước ra đó. Nó giúp cho sao ạ? Nó giúp cho cái cơ thể của mình á, ngày hôm nay này uống nước vô á, là nó khỏe mạnh hơn, nó tràn đầy sức sống hơn. Đấy, rồi ra quyết định là gì? Uống nước này là khỏe hơn này, uống nước này á, là tế bào trở về tuổi 18 này. Đó, mình cứ ra quyết định như thế các anh chị. Đấy, thay vì là sao? Thay vì á, mình uống nước mình nghĩ tới cái điều này điều kia thì bây giờ á, mình ra quyết định là mình uống nước này càng ngày càng trẻ, càng khỏe, càng đẹp. Đó, mình ra những cái quyết định như thế các anh chị. Đấy. Tự nhiên á, khi mà mình ra những cái quyết định đó xong á, mình uống nước, mình uống tới đâu á thì sao ạ? Cái cơ thể của mình á nó tiếp nạp tới đó và nó khỏe tới đó. Đấy. Anh chị thử thử đi ạ. Anh chị thử đi các anh chị nhé. Và khi mà Thanh An nhảy lên cái cân á, cái cân mà đo cái số tuổi tế bào á các anh chị. Nó hiện ra một cái con số mà mình rất là bất ngờ luôn. Mình trẻ hơn 10 tuổi luôn các anh chị. Rất là tuyệt vời. Bất ngờ về cái điều đó. Nhưng mà bên cạnh đó là sao ạ? Bên cạnh đó Thanh An cũng là ăn đúng, uống đủ và vận động hợp lý. Cộng thêm một cái tinh thần lạc quan nữa. Đấy. Và khi mà mình uống nước thì sao? Mình cũng nghĩ về cái mục tiêu của mình cũng cầu nguyện về cái mục tiêu của mình. Đó là sao? Mình trở về cái tuổi 18 các anh chị ha. Đấy, thế nên là cái đo tế bào đó, nó ra đúng y như vậy luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, được không ạ? Vậy nên là sao? Vậy nên á, mình thấy rất là vi diệu. Vi diệu ha. Mình ăn đúng, uống đủ, vận động hợp lý. Kèm theo cái tinh thần lạc quan, tích cực. Rồi cộng thêm là mỗi lần mà mình uống nước
thì thay vì mình đừng có suy nghĩ những cái chuyện không tích cực nữa thì sao ạ? Mình quyết định những cái chuyện, nghĩ tới những cái chuyện tích cực, những cái chuyện tốt đẹp, rồi ra quyết định cho những cái ly nước mà mình uống này các anh chị. Đấy, mình thấy kết quả vô cùng tuyệt vời, vô cùng vi diệu, đúng không ạ? Đó, và mỗi lần như thế đó là sao? Mỗi lần như thế mình cảm thấy vui vẻ, mình cảm thấy tích cực, mình cảm thấy là bình an từ phía bên trong này. Chứ còn mỗi lần mà mình uống nước mà mình nghĩ về những cái điều mà không tốt đẹp, không tích cực, rồi nghĩ về những cái mục tiêu mà chưa đạt được á, thì sao? Thì bên trong mình nó không có bình an, không có tích cực. Thế thì sao ạ? Thì nó càng thu hút tới những cái điều không tích cực nó tới thôi. Cho nên các anh chị ứng dụng nha. Khi mà mình uống nước, mình ăn uống, mình làm, mình ăn những cái món đồ ăn á, thì sao mình cũng cảm thấy biết ơn và mình rắc bụi phép màu lên cái món ăn đó nha các anh chị nha. Đấy, đúng không ạ? Rồi, và sao mình cũng nhắc nhở con cái mình cùng nhau thực hành với mình. Đôi lúc á, mình không nhớ, nhưng mà mình nhắc con của mình, thế là con của mình á, nhắc lại mình, đó là sao? Đó, hôm nay mẹ mẹ biết ơn chưa? Đúng không ạ? Đấy, đấy. Và khi mà anh chị ghi lòng biết ơn á, anh chị cũng hướng dẫn cho con cái của mình ghi với, được không ạ? Rồi, có bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ngày hôm nay mới biết tới lòng biết ơn các anh chị? Mới tới biết tới lòng biết ơn, có thể là chúng ta 30, 40, 50 tuổi nhưng mà lần đầu tiên chúng ta biết tới lòng biết ơn không ạ? Có anh chị nào như thế không ạ? Đấy, vậy nên là sao? Chúng ta có thể là bây giờ chúng ta mới biết, nhưng mà chúng ta hãy hướng dẫn lại cho con của mình đi ạ. Chúng ta hãy hướng dẫn lại cho những đứa trẻ của mình đi ạ. Để cho chúng luyện được lòng biết ơn từ sớm, thì sau này cái hành trình mà chúng đi, cái hành trình về cái sự thành công nó đi nó sẽ hạnh phúc hơn, nó sẽ vui vẻ, dễ dàng hơn, và biết và gọi là gì? Có cái sự tử tế, biết cách ứng xử, đối nhân xử thế với mọi người ạ. Và trên cái hành trình đi được rất là nhiều những quý nhân giúp đỡ, có nhiều quý nhân hỗ trợ các anh chị nha. Cho nên là sao? Cho nên là chúng ta hãy hướng dẫn lại cho những đứa con của mình. Anh chị thấy ạ, mình học mà mình lời quá trời luôn, mình học mình lời quá chừng luôn các anh chị. Đó là sao? Đó là mình học xong mình còn hướng dẫn lại cho con cái của mình học xong mình còn hướng dẫn lại cho gia đình của mình nữa. Một người học nhưng mà cho cả gia đình. Ấy, lời chưa ạ? Quá là lời luôn ha. Đấy. Được không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta vừa thực hành, chúng ta cùng hướng dẫn cho những đứa con của mình các anh chị nhé. Rồi, và ngày hôm nay thì chúng ta đi qua ngày số 9, đó là gì? Đó là nam châm tiền bạc. Nam châm tiền bạc ha. Và có một cái câu rất là hay, mở đầu rất là hay như thế này này: chỉ có lòng biết ơn mới khiến cho cuộc sống trở nên giàu có, giàu có trong mọi mặt luôn ha. Khi mà ở bên trong các anh chị đủ đầy á, thì bên ngoài chúng ta sẽ trở nên giàu có ha. Giống như là gì? Giống như là khi mà có một cái chuyện gì đó nó xảy ra, một ai đó khiến cho chúng ta không vui, thì thay vì ngày xưa là chúng ta sẽ không vui lại, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái điều biết ơn, tập trung vào những cái điều tốt đẹp mà người ta làm cho mình, thế là mình vui, mình hạnh phúc, và khi mà mình vui, mình hạnh phúc, mình cho người khác được, thì có phải là khi mà mình vui, mình hạnh phúc từ bên trong mình mới cho được người khác bên ngoài, đúng không ạ? Mình giàu có từ bên trong thì mình mới cho được, đúng không ạ? Vậy thì mình đã giàu có rồi đó, mình giàu có mình mới cho đi được. Thay vì ngày xưa đó là sao? Đó là người ta không vui mình một cái là mình phải đáp trả lại. Ngày xưa người ta cho sao mình đáp trả lại vậy, không vui là mình đáp lại không vui liền. Nhưng mà bây giờ mình thực hành lòng biết ơn này, bên trong của mình là sao? Mình tha thứ được. Anh chị tha thứ được, anh chị cho đi cái sự tha thứ, có phải là mình giàu có không ạ? Mình giàu có đó. Đấy, nếu như mà mình không có cái điều đó, mình không giàu có từ bên trong thì sao? Người ta không vui với mình á, mình cũng không vui lại. Đúng ạ. Cho nên là sao? Cho nên á, tác giả nói rằng là gì? Cái người mà có lòng biết ơn á, thì cuộc sống trở nên giàu có. Và giàu có ở đây là nhiều khía cạnh lắm. Nó không chỉ là chỉ về tiền bạc đâu ạ. Đúng ạ.
À, và ở đây á, thì tác giả có chia sẻ đó là gì? Cái chương hôm nay thì về tiền bạc ha. Đó là gì? Người biết ơn thì luôn đủ đầy, kẻ phàn nàn mãi thiếu thốn. Đó chính là nguyên tắc vàng trong cuộc sống, bất kể là sức khỏe, sự nghiệp, tình cảm hay tiền bạc. Càng biết ơn thì bạn sẽ có càng có nhiều tiền hơn. Thậm chí nếu lúc đầu bạn chỉ có rất ít tiền, thì dần dần tiền bạc cũng sẽ gia tăng. Và càng phàn nàn về tiền bạc thì bạn sẽ càng thiếu thốn. Đấy, tuyệt vời không ạ? Đó. À, vậy nên anh chị thấy này, những cái tháng mà chúng ta càng thực hành lòng biết ơn, Thanh An mà thực hành lòng biết ơn cùng với các anh chị là tiền về quá trời luôn. Đấy, tiền về quá trời luôn ạ. Khi mà đầu tiên Thanh An mới biết về quyển sách này, sao ạ? Dòng tiền của mình ban đầu nó chưa được lưu thông đâu ạ. Nó đang còn tắc nghẽn lắm. Mặc dù là sao, mặc dù mình cũng chăm chỉ, mặc dù mình cũng chăm chỉ, bây giờ mình cũng chăm chỉ nha, nhưng mà trước đó mình cũng rất là chăm chỉ, nhưng mà sao, nhưng cái kết quả về tài chính của mình nó không có nhiều, và mình không biết sao, mình cũng không biết sao, gọi là xong rồi sau đó mình cũng làm cách này cách kia cách nọ, rồi sao ạ, rồi cũng gọi là sao, từ quần quật từ lúc sáng sớm cho đến tối, đâu phải là mình không làm đâu, nhưng mà lúc đó thì sao, tiền bạc thì cũng không có lưu thông, cứ tháng nào gọi là gì, nó gọi là nó cứ xoay vòng với các anh chị, không có dương luôn đấy, không được dương luôn, cái số tiền không được dương ở đây là sao, là cái số tiền mà mình chi tiêu á, kiếm được nó lớn hơn cái số tiền mà mình lớn hơn cái số tiền mà mình kiếm được các anh chị. Đấy, kinh doanh mà có những tháng nó không được dương. Có những tháng mà gọi là hòa vốn, có những tháng không được dương. Mặc dù mình cũng là chăm chỉ, mình cũng làm. Đấy. Và khi đó gọi là sao, mình cũng không có biết cách cách và mình cũng suy nghĩ đủ cách, mình cũng làm đủ trò luôn. Nhưng mà một cái điều rất là tuyệt vời, đó là gì, đó là khi mà Thanh An biết về lòng biết ơn, khi mà mình bắt đầu thực hành lòng biết ơn á, trước đó là sao, trước đó là mình không được lạc quan, mình không được tích cực, ngay cả cái sức khỏe của mình nó cũng không được tuyệt vời, nó cũng không được ok luôn, khi mà anh chị không có những cái điều tích cực á, bên trong mình nó không tích cực á, thì bên ngoài của mình nó cũng biểu hiện ra cái sức khỏe của mình nó không ok à. Đấy. Và khi đó thì sao? Khi đó là Thanh An phát hiện ra đó là mình chỉ luôn luôn tập trung vào những cái điều mà mình không có đủ thôi. Mình cứ luôn luôn tập trung vào cái điều đó, và mình cứ chạy theo những cái điều đó thôi. Đấy. Và thêm vào đó là gì? Mình cứ tập trung về phàn nàn, phàn nàn về tiền bạc, phàn nàn về những mối quan hệ xung quanh. Và khi mà Thanh An viết về lòng biết ơn, khi mà Thanh An thực thi lòng biết ơn ấy, thì sao ạ? Thay vì mình tập trung vào những cái điều mà mình chưa có đủ, thì mình bắt đầu mình biết ơn những cái gì mà mình đang có. Và Thanh An học được một cái câu của ngài Jim Rohn, đó là gì? Đó là hãy học cách biết ơn tất cả những gì mình đang có trong khi theo đuổi những cái gì mà mình đang mơ ước. Đấy. Và bắt đầu khi đó thì Thanh An thực hành lòng biết ơn. Và khi đó thì cuộc sống của mình mới bắt đầu đi lên các anh chị. Cuộc sống của mình mới bắt đầu đi lên. Đấy. Và khi mà mình ứng dụng ấy, trong cái cuốn sách này á, nó 28 ngày, nhưng mà mình chỉ cần ứng dụng khoảng tầm 10 ngày đầu tiên thôi. Thì sao? Cái tiền bạc của mình nó được lưu thông luôn các anh chị. Cái này hay lắm. Tức là sao, cái kết quả này á, nó diễn ra ngay lập tức luôn. Và mỗi người khác nhau á, thì sẽ có những cái kết quả khác nhau, và kết quả của mỗi người thì không điển hình các anh chị nhé. Đấy, nhưng mà sao, nhưng mà anh chị cứ ứng dụng đi ạ, mình sẽ thấy này, cái thu nhập của mình á, nó gia tăng, gia tăng bất ngờ luôn ạ, rất là vi diệu, đúng không ạ? Và mình phải ứng dụng các anh chị nhé. Mình phải ứng dụng được không ạ? Và khi mà mình thực thi lòng biết ơn, tự nhiên cái thu nhập của chúng ta nó gia tăng được không ạ? Và trước đó thì sao? Trước đó, và cộng thêm cái việc là gì, mình cũng phải chăm chỉ làm việc và mình gieo hạt ha. Trước đó mình đã có gieo hạt thì bây giờ này, những cái hạt giống đó nó sẽ nảy mầm, và khi mà mình thực hành lòng biết ơn á, thì những cái hạt giống mà mình gieo trước đó nó đầy đủ những cái yếu tố và nó bắt đầu nở rộ lên được không ạ?
À, còn nếu như mà mình không gieo gì hết thì làm sao mình có? À, ví dụ mình gieo rất là nhiều trên cái mảnh đất màu mỡ của mình rồi, nhưng mà có một cái yếu tố nào đó giống như là mình chăm sóc chưa được tốt á, thì sao? Thì là giống như là nó chưa có đủ để nó nở nảy nở ra hoa trái, nó nở nảy nở ra kết quả. Nhưng mà khi mà mình có lòng biết ơn này thì nó thêm cái yếu tố đủ đầy, nó làm cho cái mảnh đất của mình nó đầy đủ những cái yếu tố, thì làm cho cái hạt giống của mình nó nảy nở, nó lên cây, nó ra hoa kết trái, được không ạ? Còn mình thì sao? Còn mình không gieo gì hết thì lấy gì gặt? Nếu như như mà mình không gieo gì hết mà mình chỉ có lòng biết ơn thì làm sao gặt ở đâu đấy? Cho nên là sao, cho nên mình phải gieo các anh chị nha, có gieo mới có gặt, được không ạ? Không có gieo thì sao? Không có gieo thì không có gặt, không gieo thì không gặt thôi. Và anh chị nhớ này, khi mà mình á gieo hạt xuống rồi, và mình cộng thêm lòng biết ơn đầy đủ những cái yếu tố nữa thì nó sẽ nảy mầm lên rất là nhanh. Đầy đủ những yếu tố thì những cái hạt giống nó sẽ nảy mầm thôi ạ. Và cái phương pháp và nhiệm màu ngày hôm nay Thanh An với chia sẻ với các anh chị đó là gì? Đó là biến đổi ha. Biến đổi cái phương pháp nhiệm màu ngày hôm nay là biến đổi một trong những lời phàn nàn phổ biến nhất của con người về tiền bạc là một hành động thể hiện lòng biết ơn. Điều này sẽ mang lại hiệu quả gấp đôi, cải thiện các vấn đề về tiền bạc. Bạn sẽ thay thế những lời phàn nàn vốn khiến bạn nghèo đi bằng lòng biết ơn, thứ sẽ khiến bạn giàu có. Đấy. Và thường sao ạ? Thường một số anh chị nói rằng sao? Chị ít khi học phàn nàn về tiền lắm. Những anh chị nào á mà ít phàn nàn về tiền á thì mình thấy cái cây tiền của mình á nó tươi tốt. Ok ha. Nhưng mà sao? Nhưng mà một số anh chị nói rằng á chị không có phàn nàn về tiền mà nhìn lại cái cây tiền mà kết quả hiện tại về tiền nó không được lưu thông thì sao? Thì chắc chắn có một cái điều gì đó đang không được tích cực về tiền bạc các anh chị. Đấy, tác giả có chia sẻ này. Đấy, là sao phần lớn mình không nghĩ rằng mình phàn nàn về tiền bạc, nhưng nếu họ thiếu tiền nghĩa là họ đã phàn nàn mà không nhận ra. Phàn nàn diễn ra trong tâm trí cũng như trong lời nói của con người, và phần lớn mọi người không nhận thức được suy nghĩ của mình. Bất cứ ý nghĩ phàn nàn tiêu cực, ghen tị hay lo lắng nào về tiền bạc cũng sẽ dẫn đến sự nghèo khổ. Và tất nhiên lời phàn nàn phổ biến nhất là khi họ phải chi tiền. Đó. À, ví dụ các anh chị nha. Ví dụ lúc mà ăn á thì rất là vui vẻ các anh chị ha. Lúc mà ăn thì rất là vui vẻ, rất là hăng say, rất là tràn đầy niềm vui. Nhưng mà đến khi á lấy tiền ra trả thì sao? Đến khi tới lúc trả tiền á thì sao? Rồi giống như là hàng tháng mình xài điện nước, internet, mạng, dùng các thứ các kiểu mình rất là vui vẻ. Nhưng mà cứ tới ngày mà trả tiền hóa đơn là sao? Là bắt đầu là trong ruột, trong lòng nó không có vui. Nó bắt buộc phải trả chứ trong lòng không có vui nha. Đấy. Nếu như mà mình có những cái dấu hiệu đó, tức là mình đang phàn nàn về tiền bạc đó. Mình xài điện nước, con mình đi học, nhưng mà sao, nhưng mà mình trả thì đó là cái nghĩa vụ rồi, nhưng mà mình lại cứ trả trong cái lòng gọi là gì, mình không vui, mình không có biết ơn. Thế thì tiền bạc á nó đâu có hiểu được cái câu chuyện của các anh chị là gì đâu, nhưng mà cứ thấy các anh chị cứ nhìn thấy những cái tờ hóa đơn này là không vui, rồi tiền bạc nó hiểu là anh chị cứ nhìn thấy nó, cứ nghĩ tới nó là không vui thôi, thì sao? Cứ mỗi lần chi tiền ra thấy tiền là không vui rồi. Nhưng mà cái lúc lúc thu tiền vô thì sao? Thì chê chê không được nhiều, thu tiền vô chê không được nhiều, không được nhiều bằng người ta. Lúc mà thu vô á thì không là chê không được nhiều bằng người ta, lúc mà chi ra thì cũng là không tích cực luôn. Thế thì sao? Rồi sao, tiền bạc nó cũng là năng lượng mà các anh chị. Tất cả mọi thứ xung quanh mình đều là năng lượng và nó cảm nhận được suy nghĩ lời nói của các anh chị hết ha. Cho nên khi mà mình không tích cực về tiền bạc á, vũ trụ sẽ thấy anh chị không tích cực về tiền bạc, và cái điều gì mà anh chị không thích thì thôi, vũ trụ sẽ lấy lại các anh chị. Được không ạ?
Đấy. À, và nếu như mà anh chị không thích tiền bạc thì sao? À, mình cho đi tần số nào thì mình nhận lại tần số đó mà. À, mình cho đi cái tần số không tích cực thì mình sẽ nhận lại những cái tần số không tích cực thôi. À, được không ạ? À, quy luật của vũ trụ rồi. Nên là sao? Nên anh chị kiểm tra lại. Nếu như cái lúc mà mình trả hóa đơn mà chúng ta đang không được vui á, à, thì sao? Ừ, thì mình xem lại ha. Bởi vì cái thói quen của mình á, trước giờ á, mình chi tiền mình rất là kỹ ha, mình rất là kỹ về tiền bạc, rồi đến khi là sao, à, mình chi tiền ra, à, thì trời ơi, à, tức là sao, tức là thể hiện cái sự không vui ra mặt ấy, thì sao, thì mình điều chỉnh lại, à, cái thói quen, à, vì vì điện đã sai rồi, nước cũng đã sai rồi, con mình cũng đã đi học rồi, à, vậy thì á, à, mình hãy lựa chọn cái thái độ, một á, là mình không có vui, à, cũng phải trả tiền. À, nếu như mà bây giờ không vui mà không trả tiền thì cũng được đó, nhưng mà đây không vui mình vẫn phải trả tiền mà, à, giờ không vui cũng phải trả mà các anh chị ơi. À, và bây giờ mình đã học về luật hấp dẫn, mình đã học về lòng biết ơn rồi, à, vậy thì mình hiểu này, những cái gì mà mình không có vui á là do mình thiếu thốn lòng biết ơn về những cái dịch vụ mà mình đã sai. À, mình cho đi những cái cảm xúc không tích cực về tiền thì cái cây tiền của mình á, nó càng ngày nó càng rời xa mình hơn. Đó, đó là cái lựa chọn thứ nhất. Ừ. Và cái lựa chọn thứ hai đó là gì? Mỗi lần mà anh chị chi trả những cái hóa đơn, mỗi lần mình chi trả hóa đơn, mình làm chủ cái cảm xúc của mình, làm chủ lại cảm xúc ha. À, cái thói quen trước giờ rồi, nhưng mà bây giờ mình phải thay đổi cái thói quen. À, mình nghĩ về những cái lợi ích khi mà mình đã xài những cái dịch vụ đó, à, rồi mình biết ơn, đúng không ạ? Ví dụ, à, ví dụ, à, nếu đó là cái hóa đơn tiền thuê nhà hay cái tiền, à, thế chấp thì sao? Thì mình hãy cảm ơn cái ngôi nhà đó. À, chứ bây giờ Thanh An nói với các anh chị này, nếu như mà mình không có cái căn nhà đó thì mình ở đâu? À, đúng không ạ? À, nếu như mà mình không có căn nhà thì sao? À, thì mình ngủ đâu ạ? À, mình ngủ ngoài đường. Vậy nên là mình hãy cảm ơn và mình biết ơn đi các anh chị. Nếu như trên thế giới không có dịch vụ cho thuê và không có căn nhà nào để bạn thuê thì sao? Nếu như cách duy nhất để có một căn nhà là dùng tất cả tiền để dành và trả toàn bộ tiền mặt thì sao? À, thì phần lớn chúng ta sẽ lang thang trên phố. Đấy. À, và bây giờ này, à, ngân hàng hỗ trợ cho mình, à, tiền, à, để mình thuê căn nhà, để mình mua căn nhà. À, nếu như mà không có ngân hàng hỗ trợ thì bây giờ mình ở đâu? Gia đình mình ở đâu các anh chị? À, thế khi mà mình, à, biết ơn bằng cả cái trái tim của mình á, thì mình sẽ thu hút được tiền bạc về nhiều hơn. Đấy. À, lòng biết ơn của chúng ta nó hay lắm các anh chị. À, khi mà mình biết ơn một ai đó thì mình rất là mong muốn đem đến những cái điều tốt đẹp cho người đó. À, giống như là anh chị, à, biết ơn cha mẹ của mình. Có bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây đang biết ơn cha mẹ của mình? Ừ. À, bây giờ anh chị nghĩ đi, à, bây giờ anh chị, à, nghĩ tới nuôi một cái đứa con đi, à, vậy thì anh chị sẽ thấy này, hành trình trở thành ba mẹ, à, vĩ đại lắm các anh chị. À, lúc mà đứa con còn nhỏ thì có những cái vấn đề, à, của đứa nhỏ, à, rồi sau đó mình phải học hỏi, mình phải học tập, mình phát triển cho đến khi nó lớn lên một chút, mình cũng phải học tập phát triển, rồi đến khi tuổi teen, à, mình cũng phải tìm hiểu là cái tuổi này nó ra sao. Ừ. Rồi sao? Rồi mình cũng phải đi qua những cái cảm giác đó là lúc mình chưa trẻ, chưa khỏe, à, con mình chưa khỏe, à, xong rồi con mình lớn lên, con mình đi học như thế nào. Đấy, à, các anh chị thấy không ạ? À, cho nên hành trình của ba mẹ rất là vĩ đại, các anh chị nha. Quá vĩ đại. À, tình yêu thương quá là bao la. À, yêu thương gọi là vô điều kiện luôn á. Từ lúc nhỏ, nuôi nấng cho đến khi trưởng thành. Và phải chi á, cái mục tiêu của các anh chị cũng nuôi nấng như thế thì mình cũng đạt được hết rồi các anh chị, à, đúng không ạ? Ừ, con, của mình thế nào, à, thì, à, dù thế nào, dù ra sao, mình cũng chỉ một con đường thôi, à, đó là gì, mình nuôi nấng và mình chịu trách nhiệm cho con của mình, đúng không ạ? À, bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mong muốn là con của mình có những điều kiện tốt nhất và mong muốn cho con của mình, à, gọi là sao, à, à, lớn lên, à, thì dành cho nó những cái điều kiện tốt nhất, cho nó đi học trường này trường nọ, cho nó đi học thêm, à, cho nó phát triển thêm không ạ? Có học thêm học bớt, phát triển quá trời.
Đấy, mình dành những cái điều kiện tốt nhất cho con. Đấy. Mà anh chị thấy là sao? Anh chị thấy là khi mà mình cái hành trình phát triển tư duy của mình từ cái lúc con mình còn nhỏ cho đến cái lúc mà con mình lớn lên không ạ? Anh chị cũng phát triển theo con của mình à? Mỗi khi mà con của anh chị thế này thế kia thì có phải là mình sang hỏi con của người khác thế này thế kia họ có giống vậy hay không, rồi mình cũng lên YouTube tìm hiểu cái này cái kia mà đúng không ạ? Tuổi của con mình thế này thế kia thì có phải là mình đang tìm hiểu về cái hành trình chăm sóc phát triển của đứa con đúng không ạ? Thế khi mà mình nghĩ tới cái hành trình đó thì sao? Mình nghĩ tới cha mẹ của mình nghĩ tới hành trình rất là tuyệt vời, thì khi mà mình nghĩ tới điều đó thì mình biết ơn cha mẹ mình. Cho nên là mình mong muốn dành những thứ tốt nhất cho cha mẹ của mình. Đúng không ạ? Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây mình mong muốn tự do tài chính để mình báo hiếu cho cha mẹ của mình, để giúp cho cha mẹ của mình có một cái cuộc sống tốt nhất. Thì sao? Thì khi mà chúng ta có lòng biết ơn sẽ giúp cho các anh chị có một cái nguồn động lực vô cùng mạnh mẽ. Khi mà anh chị yêu thương ai đó, anh chị sẽ mong muốn là đem tới những cái điều tốt đẹp nhất cho ai đó thôi các anh chị. Và chính vì như vậy mình có được cái sự phát triển. Sự phát triển ở đó đó. Giống như là sao? Giống như là bữa đó đi, cha mẹ của các anh chị lên chơi. Và anh chị mong muốn là gì? Nấu cho ba mẹ mình những cái món ăn tốt nhất, cho ba mẹ mình những món ăn ngon nhất. Thế nếu như mà mình không biết nấu thì sao? Mình cũng phải học hỏi, mình cũng phải học tập. Đúng ạ. Còn nếu như mà mình không biết ơn, ví dụ như là bây giờ một người khách qua đi, khách là qua xong rồi yêu cầu là gì? Tớ thích ăn món đó. Xong làm sao cậu thích ăn kệ cậu. Đúng ạ. Nhưng nếu như mà đó là một cái người khách mà anh chị rất là biết ơn, người ta đã từng hỗ trợ, người ta đã từng giúp đỡ cho mình thì sao? Thì anh chị rất là sẵn lòng, anh chị rất là vui, anh chị rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Cho nên khi mà mình biết ơn, khi mà anh chị nghĩ về những cái điều mà mình biết ơn, kể cả những cái hóa đơn mà mình đã sử dụng, mình nghĩ về những con người tuyệt vời. Mình nghĩ về những con người để giúp cho mình có những cái dịch vụ tuyệt vời này á, thì sao? Thì mình có lòng biết ơn. Khi mà mình có lòng biết ơn á, thì mình sinh ra được tình yêu thương. Và các anh chị lại càng hành động được mạnh mẽ hơn. Và các anh chị mong muốn được mình có được nhiều tiền hơn nữa. Và khi mà đó là cái mình đang xét về logic đó, đó các anh chị. Và cái cảm xúc của mình nó hoạt động. Thì anh chị thấy này, khi mà anh chị biết ơn một ai đó, anh chị biết ơn một điều gì đó thì sao? Thì mình rất là mong muốn làm được nhiều điều tốt hơn cho họ. Thay vì mà mình cảm thấy là sao? Không đủ những cái hóa đơn cho các cái khoản tiền mà những cái khoản này anh chị đã xài rồi. Thì tự nhiên này, khi mà mình có lòng biết ơn, vũ trụ sẽ thu hút đến cho các anh chị nhiều tiền hơn nữa. Và quan trọng là mình sẽ có những cái cảm xúc tốt về tiền bạc. Khi nhìn thấy tiền mình cảm thấy biết ơn, khi mà nhìn thấy tiền mình cảm thấy yêu thích, khi mà nhìn thấy tiền mình cảm thấy trân trọng các anh chị nha. Giống như khi mà mình trả tiền ga, tiền điện thì sao? Thì mình hãy nghĩ tới hơi ấm, những cái luồng gió mát mà bạn nhận được, về vòi nước nóng và tất cả những cái thiết bị khác bạn có thể sử dụng nhờ những cái dịch vụ này. Nếu bạn trả tiền điện thoại hay internet, hãy tưởng tượng mọi thứ sẽ khó khăn như thế nào nếu bạn phải đi lại rất xa để nói chuyện với nhau. Nghĩ về những lần bạn có thể gọi điện cho người thân hay bạn bè, có thể nhận email hoặc truy cập internet ngay lập tức, và tất cả các dịch vụ này đều có sẵn để phục vụ bạn. Vậy nên bạn hãy biết ơn rằng những công ty ấy đã tin tưởng bạn và cung cấp dịch vụ trước khi bạn trả tiền mà. Đấy. Đấy, tuyệt vời ha. Đấy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta tin mình, người ta cung cấp dịch vụ cho mình xài trước, mình xài xong mình mới trả cho người ta mà. Tuyệt vời không ạ? Quá là tuyệt vời ha. Và mình ứng dụng như thế này này, tác giả ứng dụng như thế này mỗi khi mà chi trả hóa đơn và chưa bao giờ bỏ sót lần nào. Đó là gì? Đó là cảm ơn đã thanh toán, ghi trên cái tờ hóa đơn ha.
Còn khi á, mà mình chưa có tiền để trả hóa đơn thì sao? Tác giả thì sẽ sử dụng sức mạnh nhịp màu của lòng biết ơn bằng cách viết lên trên hóa đơn là cảm ơn vì số tiền. Tức là sao? Tức là sao? Là tưởng tượng cái tờ hóa đơn đó là một cái tấm séc, một cái tờ tiền á, đó là cảm ơn vì cái số tiền đó. Đúng không ạ? Rất là tuyệt vời ha. Và sau đó khi có tiền để trả, tôi sẽ viết thêm cảm ơn đã thanh toán. Đấy. Các anh chị ha. Tại vì sao ạ? Cái tờ hóa đơn á, mà mình chưa có tiền trả, thường cái cảm xúc của mình nó sẽ như thế nào? Bắt đầu lo lắng. Đúng không ạ? Bắt đầu không tích cực. Bắt đầu gọi là gì? Bắt đầu tập trung vào những cái điều không tích cực. Rồi. Khi mà lúc mà mình chưa đủ hóa đơn để thanh toán á, thì cho dù anh chị có làm gì, anh chị có đọc sách, anh chị có vào Zoom học á, thì cái bên trong lòng mình nó cũng xốn sang, nó cũng không học không nổi luôn. Và khi mà cái cảm xúc mà không tích cực thì sao, mình càng thu hút tới những cái điều không tích cực, và làm sao mà mình thu hút tiền bạc ở cái tần số đó đến được anh chị. Nên là thành ra khi mà mình nhận hóa đơn á, khi mà mình chưa có tiền để thanh toán á, thì mình hãy làm chủ cái cảm xúc của mình ngay. Hãy làm chủ cái cảm xúc của mình bằng cách là gì? Mình ghi lên cái tờ hóa đơn là cảm ơn đã thanh toán. Thật vui các anh chị. Tức là sao? Tức là mình vừa mới nhận được cái số tiền đó, mình rất là vui, mình rất là hạnh phúc, mình rất là đủ đầy. Được không ạ? Chính vì những cái cảm xúc tích cực đó mới giúp cho mình có những cái năng lượng, có một cái động lực, có những cái năng lượng, và thành công thì nó mới nối tiếp thành công. Và chính với những cái cảm xúc tích cực như thế, nó mới thu hút đến cho mình những cái điều tốt đẹp. Nó mới thu hút đến cho mình những cái nguồn lực, giúp cho mình, gọi là gì, có những cái số tiền để giúp cho mình thanh toán. Và quan trọng ở đây đó chính là gì? Quan trọng ở đây đó chính là cái cảm xúc. Và tất cả những cái điều mà mình đang làm ở đây á, đó chính là mình đang làm kiểm soát cái cảm xúc của chính mình, đúng không ạ? Vì sao? Vì khi mà mình trả hóa đơn á, xu hướng thông thường của mình là gì? Trời ơi, cái gì mà mắc vậy? Đúng ạ. Rồi cái gì, nước gì mà thế này thế kia, nhà thế này thế kia, ngân hàng thế này thế kia. Đấy, thay vì mỗi lần mà mình trả tiền, mình cho người ta thêm vài câu nữa thì sao? Thì mình thay đổi ha. Chứ cái đó nó trở thành cái thói quen đó. Cái đó nó là thói quen. Cứ mỗi lần mà mình trả tiền, cứ phải sổ ra vài câu. Cứ mỗi lần mà chi tiền là vài nó ra vài câu. Thế sao? Con cái mình nó nghe biết, nó quen. Xong rồi mấy đứa trẻ nó cũng quen luôn. Mỗi lần mà hỏi tiền ba mẹ là ba mẹ kiểu gì cũng nói cho mình xem. Ba mẹ có đưa không ạ? Có đưa, nhưng mà kiểu gì cũng nói cho vài câu đấy. Đưa xong phải nói vài câu rồi mới đưa đấy. Anh chị nào mà đang có cái thói quen này á, thì chúng ta hãy thay đổi lại. Thay vì ngày xưa mình cứ có cái hóa đơn nào mình cứ xả cho vài câu, thì bây giờ mình có hóa đơn nào mình ghi lại, mình ghi lại đó là gì? Đó là cảm ơn đã thanh toán. Mình thay đổi là mình xả lại cái câu là cảm ơn đã thanh toán. Đấy, thay đổi lại liền. Suy nghĩ về những cái điều mà mình biết ơn liền, để cho cái tâm trí của mình bận bịu luôn. Và mình nghĩ về những cái điều biết ơn ha. Nếu như mà bây giờ không có cái dịch vụ này, giờ nó sẽ như thế nào? Đấy, mình phải làm chủ cái tâm trí mình các anh chị. Làm chủ cái tâm trí của mình, đừng có để cho nó quay về những cái thói quen cũ. Và cái điều này thì mình cần rèn luyện với nhau ha. Trong thời gian đầu thì ứng dụng nó chưa dễ dàng đâu. Vậy nên là mình mới cần cần một cái môi trường để giúp nhau rèn luyện, cần một cái môi trường để cùng nhau nhắc nhở, cùng nhau đồng hành, cùng nhau phát triển, được không ạ? Rồi và anh chị nhớ này, mình làm chủ cái tâm trí của mình, chứ không phải tâm trí của mình làm chủ mình đâu ạ. Mình làm chủ tâm trí của mình nhé. Anh chị có quyền ra ra lệnh cho tâm trí của mình hướng về cái điều gì. Còn nếu như mình không làm chủ tâm trí của mình, làm cho nó hướng đi nhiều thứ lung tung á. Anh chị thấy này, thói quen cũ của mình xưa giờ sao bây giờ nó y chang vậy. Anh chị cứ tưởng tượng đi. Bây giờ anh chị cứ tưởng tượng là chúng ta đang cùng nhau,
mỗi anh chị là sao, là chúng ta đều đang có một cái nguồn sức mạnh rất là lớn, mà trước giờ là sao, trước giờ chúng ta đang có những cái con voi rừng á, ở trong rừng nó có một cái nguồn sức mạnh rất là lớn, mà trước giờ nó chưa được thuần hóa, bây giờ nó đang ở trong rừng á. Thế bây giờ này, bây giờ chúng ta đang thuần hóa nó để làm gì, để bây giờ mới sử dụng được cái sức mạnh của nó. Mình mới bắt đầu sử dụng được cái sức mạnh của nó trong cuộc sống của mình. Bây giờ cũng như vậy, bây giờ trước giờ chúng ta trong cuộc sống của mình á, cái tâm thức của mình, cái tâm trí của mình á, mình toàn để cho nó ưng làm gì thì làm, mà chúng ta có một cái nguồn sức mạnh vô cùng lớn các chị nhá, một cái nguồn sức mạnh lớn lắm. Anh chị thậm chí chỉ cần ra lệnh một cái thôi, là sao, mình gọi là gì, mình đạt được cái điều đó luôn. Nhưng mà sao, nhưng mà trước giờ mình không biết cái điều đó để mà mình sử dụng cái nguồn sức mạnh này, mình không có rèn luyện cái điều đó, mình cứ để cho nó ưng làm gì thì nó làm, mình để ai nói gì cũng được, mình để ai ra lệnh nó sao mình cũng nghe luôn. Người ta tới, hôm nay sao nhìn mặt bạn thế này thế kia, cái mình bắt đầu là sao, coi như cái con voi rừng, con bò rừng của mình nó bị người khác sai khiến luôn. Người khác nói mình vui là mình vui, người khác nói mình là không vui là ngay lập tức là không vui luôn. Người ta tới, người ta nói cho một vài câu cái tự nhiên không vui cả ngày luôn đấy. Người ta nói là gì, hôm nay bạn nhìn không có đẹp gì hết vậy, rồi bạn không có tốt, rồi bạn không thực hiện được mục tiêu đâu, đừng có ảo tưởng. Rồi bắt đầu sao, con voi rừng của mình bị người khác sai khiến luôn. Cuối cùng mình không có làm chủ được, bị người khác sai khiến luôn, niềm vui sự hạnh phúc của mình giao cho người khác đấy. Bây giờ mình phải giành lấy cái quyền làm chủ với các anh chị, mình là chủ nhân của nó mà. Vậy nên là bây giờ bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ra quyết định là mình sẽ là cái người làm chủ cái tâm trí của mình, comment tôi được không ạ? Mình là chủ mà, mình phải giành lại, lấy lại cái quyền làm chủ chứ ạ. Mình cần phải rèn luyện lại. Thì Thanh An hỏi các anh chị này, bây giờ một cái con voi rừng, một cái con bò rừng, bây giờ mình bắt đầu thuần hóa lại thì nó có dễ không ạ? Nó có dễ không ạ? Không dễ, chưa dễ ha, chưa dễ. Nên là sao? Nên là mình cần phải có cái sự kiên nhẫn, kiên nhẫn các anh chị. Mình cần phải học cái cách để mà mình thuần hóa, học cái cách để làm sao mà thuần hóa cho nó dễ, học cái cách để làm sao cái tâm trí của mình á, nó nghe lời mình, đúng không ạ? Nó phải phụng sự cho mình, phải phục vụ cho mình, chứ đâu phải muốn gì muốn làm thì làm. Chứ anh chị thấy nè, con voi rừng á, nó mà vô một cái ngôi làng nào đó mình thấy sao, nó quậy kinh lắm, đúng không ạ? Vậy thì sao, vậy thì mình cần phải có cái công thức để thuần hóa nó, mình cần phải có cái sự kiên trì, đúng không ạ? Cho nên một số anh chị hỏi Thanh An là như thế này, em ơi mới học có 1-2 tuần thôi, hỏi em ơi chị biết lòng biết ơn á, chị biết không có được, toàn suy nghĩ những cái điều không tích cực, không tích cực thôi đấy. Đó là điều bình thường thôi các anh chị, ai mà không vậy. Mình đang thuần hóa mà, mình đang thuần hóa mà, 1 ngày 2 ngày làm sao mà nó nghe lời mình 100% được. Cho nên á, cứ nghĩ tới cái việc đó là gì, ngày hôm nay hãy tốt hơn cái ngày hôm qua, cái điều gì đó mình tập trung vào cái điều đó, và mình cần phải có cái sự vui vẻ, mình cần phải có cái sự kiên nhẫn để thuần hóa nó, được không ạ? Chứ rất là nhiều anh chị bây giờ mình cũng đang học tập trong câu lạc bộ cũng 3-4 năm rồi, vẫn đang tiếp tục phát triển, vẫn đang tiếp tục rèn luyện, vẫn đang tiếp tục thuần hóa con voi rừng mà, đúng không ạ? Cứ mỗi ngày mình chỉ cần tập trung là ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua cái điều gì thôi, ngày mai mình tốt hơn cái ngày hôm nay là cái gì đó, và mình cứ tập trung vào cái sự thành công, mình cứ tập trung vào cái sự tiến triển của ngày hôm nay là cái gì, mỗi ngày tốt hơn 1% là được rồi, chứ không có cần phải là gì, có cần phải là ngày hôm nay xong ngày mai trở thành chuyên gia luôn đấy, làm sao có được cái hành trình thành công sau một đêm các anh chị. Cho nên là chúng ta kiên nhẫn các anh chị nha, kiên nhẫn các anh chị. Có thể là xưa giờ chúng ta làm sao, chúng ta chưa biết đến điều này để chúng ta làm chủ, thì bây giờ chúng ta đang học cái cách
để chúng ta làm chủ và chúng ta thuần hóa được cái con voi rừng của mình đó. Ví dụ như là trước giờ, xưa giờ mình không làm chủ được, nhưng mà bây giờ mình luyện tập này, ngày hôm nay mình làm chủ được 1 tiếng đồng hồ rồi. Thế thì sao? Thế thì mình phải ăn mừng, mình thưởng, mình phải công nhận, mình phải ghi nhận đấy. Giống như anh chị đi xem xiếc những cái con thú người ta thuần hóa. Ví dụ như nó chỉ cần là làm tốt một cái gì đó thôi là người ta bắt đầu là sao, người ta thưởng cho nó, người ta bắt đầu là cho nó ăn, đúng không các anh chị? Dỗ dành nó, cho nó ăn. Và khi mà nó ăn xong thì sao, nó bắt đầu rèn luyện tiếp đấy. Tiếp tục và nó làm được thì nó mình sẽ cho nó ăn đấy. Vậy thì cái việc mà mình quá trình mà mình thuần hóa cái tâm thức của mình, làm chủ cái tâm trí của mình, nó cũng vậy đó các anh chị. Khi mà mình thấy được mình đã làm được những cái điều gì tốt á, thì mình bắt đầu khen thưởng. Mình khen thưởng, mình ghi nhận cái sự thành công của mình, mình khen thưởng, được không ạ? Chứ bây giờ anh chị cứ tưởng tượng này, anh chị cứ đang thuần hóa một một cái công vật đi, nó làm tốt mà anh chị không ghi nhận, anh chị không khen thưởng, anh chị không thưởng cho nó đồ ăn, thì sao? Thì anh chị thấy là mình có thuần hóa được không ạ? Cái chiến lược đó là chiến lược không hiệu quả ha. Đấy. Cho nên là sao? Cho nên mình phải học học cái cách để thuần hóa. Khi mà thấy nó làm tốt cái là sao? Cái là bắt đầu khen thưởng, bắt đầu ghi nhận, bắt đầu công nhận, khen thưởng liền, động viên liền. Đấy. Và cứ như vậy, cứ như vậy, cứ như vậy các anh chị nha. Và trong cái quá trình mà mình rèn luyện, mình huấn luyện tâm trí của mình, nếu như mà có những cái điều mà chưa tích cực thì sao, mình chỉ cần tập trung là ngày hôm nay này mình tốt hơn ngày hôm qua cái điều gì, và mình phải lập tức ghi nhận cái thành công của mình liền, mình phải lập tức ghi nhận cái thành công của chính bản thân mình liền, được không ạ? Thế sao thì mình mới có động lực, mình mới có động lực để phát triển lên, mình mới biết được rằng mình đang làm đúng rồi đấy, và hôm sau mình cần làm tốt hơn. Còn nếu như mà anh chị không có phản hồi gì hết, thì tiềm thức của mình và chính mình cũng không biết được là mình có đang đi đúng hướng hay không. Nếu như mà anh chị động viên là gì, xuất sắc quá, tuyệt vời quá, cố lên, là biết là sao, đó là đang đi đúng hướng rồi, là tiếp tục tiến lên. Còn nếu như mà bây giờ mình không có phản ứng gì hết, mình không có phản hồi gì hết thì sao? Thì tâm trí của mình đâu biết được là mình đang có đúng hay không. Đấy, cho nên là cái việc của chúng ta đó là gì? Đó là ghi nhận cái sự thành công của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta cùng comment cái câu đó đi các anh chị. Ghi nhận thành công chính mình mỗi ngày. Và mình cần phải thật sự kiên nhẫn các anh chị nhé. Cần phải kiên nhẫn, được không ạ? Còn nếu như mà mình thanh toán một cái hóa đơn điện tử thì sao ạ? Mình thanh toán một cái hóa đơn điện tử. Thì mình có thể là viết bằng một cái dòng tiêu đề, in đậm chữ như sau. Hóa đơn điện tử ha, thì mình viết dòng tiêu đề bằng chữ in đậm, đó là cảm ơn vì số tiền, cảm ơn vì số tiền. Và anh chị tưởng tượng đó là gì, mình vừa nhận được cái số tiền đó trong cái tài khoản của mình, để mà mình làm chủ được cái cảm xúc của mình. Và cái chìa khóa ở đây đó chính là gì, đó là làm chủ cảm xúc đấy. Và sau đó bạn đã tìm 10 hóa đơn, bạn đã trả trong quá khứ và viết lên mỗi tờ hóa đơn ấy từ nhịp màu cảm ơn đã thanh toán. Và khi, mỗi khi viết lên tờ hóa đơn, hãy cảm thấy biết ơn nhiều nhất có thể vì bạn đã có tiền để thanh toán. Càng có nhiều lòng biết ơn với những hóa đơn đã thanh toán, bạn sẽ càng thu hút nhiều tiền bạc đến với mình. Đấy. Và anh chị hãy biến cái điều này thành hành động thường xuyên của mình. Mỗi khi thanh toán hóa đơn, hãy nghĩ nhanh về những cái dịch vụ tuyệt vời bạn nhận được từ những hóa đơn ấy và viết lên hóa đơn từ kỳ diệu cảm ơn đã thanh toán. Và nếu như mà bạn không có tiền để trả, hãy dùng sức mạnh nhịp màu của lòng biết ơn và viết cảm ơn vì số tiền và cảm nhận như thể bạn đã có số tiền đã thanh toán hóa đơn. Cảm thấy biết ơn vì số tiền bạn đã chi trả sẽ giúp bạn nhận lại lòng biết ơn. Và ở đây tác giả viết một câu rất là hay, đó là gì? Lòng biết ơn giống như là một sợi chỉ vàng, mang theo lực hút và nó luôn gắn liền với tiền bạc. Vì thế khi trả tiền thì tiền sẽ luôn quay trở về với bạn. Và đôi khi bằng số đã chi ra, đôi khi gấp 10, đôi khi gấp 100, sự đủ đầy mà bạn nhận lại không tùy thuộc vào số tiền bạn cho đi mà tùy thuộc vào lòng biết ơn bạn cho đi. Bạn có thể biết ơn nhiều đến mức
Mỗi khi trả một khóa đơn 50 đô la, bạn có thể nhận lại được hàng trăm đô la. Đấy, hay không? Hay quá các anh chị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà các anh chị càng thanh toán, các anh chị càng biết ơn cái số tiền của mình á, thì sao? Anh chị trả cái hóa đơn á, anh chị ra quyết định là khi mà mình trả cái hóa đơn này này thì cái số tiền á, nó sẽ quay trở về gấp bao nhiêu lần. Và mình hãy ứng dụng cái điều đó ha. Và Thanh An cũng đã ứng dụng cái điều này. Được ạ. Trước khi mà Thanh An gọi là gì, tham gia vào cái môi trường câu lạc bộ, thì trước đó là sức khỏe của mình không được tốt. Và khi mà sức khỏe của mình không được tốt thì là do phản ánh cái bên trong của mình thôi. Và mối quan hệ của mình với những người xung quanh cũng không được tốt. Và khi mà Thanh An không có sức khỏe thì sao, thì mình cũng đâu thực hiện được cái mục tiêu của mình đâu. Và khi mà Thanh An đi tìm kiếm một cái con đường nào đó để giúp cho cái cuộc sống của mình nó tốt hơn á, để giúp cho mình có được cái sức khỏe tốt, và ngày xưa mình rất là khao khát là mình làm sao được có được một cái số lối sống năng động lành mạnh. Tại vì sao? Tại vì mình thấy là rất là nhiều người này, họ ăn uống, họ tập thể dục này kia, và mình thấy cái cơ thể của họ rất là đẹp, rất là khỏe mạnh, và mình rất là yêu, ao ước. Ao ước làm sao để mình có được một cái cuộc sống giống như thế. Mình ao ước làm sao để mà mình có được cái lối sống lành mạnh, sức khỏe tuyệt hảo, có được cái sự dư dả về tài chính, và cũng như là cái sự hòa hợp về mối quan hệ. Đấy, và khi mà Thanh An tìm kiếm những cái điều như vậy thì Thanh An tìm kiếm được cái nhóm rèn luyện của câu lạc bộ các anh chị. Và khi mà Thanh An quyết định tham gia đồng hành cùng với câu lạc bộ, đồng hành cùng với các anh chị nhóm trưởng và chủ tịch câu lạc bộ, thì sao, thì mình bắt đầu này, làm lại cái nền tảng, và sức khỏe là cái nền tảng các anh chị nhé. Rồi sau đó mình ứng dụng này, ứng dụng làm sao để có được những mối quan hệ hòa hợp, rồi sau đó mình được gia tăng những cái kỹ năng để mình tập cái cách trao giá trị cho cộng đồng nhiều hơn, rồi sau đó cái thu nhập của mình nó được gia tăng đó. Lúc đó thì Thanh An ra quyết định là mình đồng hành cùng với các anh chị trong câu lạc bộ, và mình tập rèn luyện những cái thói quen đó là gì, ăn đúng uống đủ, vận động hợp lý, rồi mình rèn luyện cùng với câu lạc bộ, rèn luyện mỗi ngày, và sao, lúc đó thì sao, tất nhiên là tiền ăn tiền uống thì mình phải tự trả thôi các anh chị, chứ đâu có ai trả vô mình, cho nên là lúc đó là Thanh An đã ghi lên, ghi lên cái tờ hóa đơn, những cái tờ hóa đơn của mình á, là mình ghi lên là sao, mình đơn, là từ cái số tiền này, Thanh An sẽ có được một cái khoản tiền, và Thanh An ghi ra cái khoản tiền đó các anh chị, mình ghi ra, lúc đó là mình chưa biết cái cuốn sách phép màu này, mình chưa biết cái câu là cảm ơn đã thanh toán, nhưng mà mình ghi ra cái quyết định đó là gì, đó là mình chi cái khoản tiền này ra, cái khoản tiền cho thức ăn này ra, chi cho chính bản thân mình, mình đầu tư cho sức khỏe của bản thân mình, thì mình sẽ gặt hái được cái kết quả là cái gì, và rất là tuyệt vời, và khi đó là mình rất là khao khát luôn, khao khát lắm. Và một cái điều tuyệt vời đó là gì, khi mà Thanh An tham gia vào trong cái nhóm rèn luyện cùng với câu lạc bộ, thì Thanh An có được cái sức khỏe tốt, và trong câu lạc bộ đa số mọi người đều có một cái cuộc sống rất là tốt, đều có một cái cuộc sống rất là tuyệt vời ha, là hướng dẫn cho nhau cái cách để làm sao để hòa hợp, để phát triển, ấy. Và khi mà mình được phát triển thêm những cái kỹ năng để mình phát triển bản thân của mình lên, và mình học những cái kỹ năng về bán hàng, kỹ năng về marketing. Và Thanh An cũng đã phát triển những cái kỹ năng trong kinh doanh, học tập những cái kỹ năng về đàm phán. Đấy, và khi mà mình gia tăng những cái kỹ năng đó lên, mình gia tăng cái giá trị bản thân của mình lên, mình đầy đủ những cái kỹ năng, mình trao được ra giá trị cho cộng đồng thì sao? Thì khi đó cái thu nhập của mình nó bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là sức khỏe, cái nền tảng tiếp theo là mối quan hệ, và tiếp theo cái cuối cùng là tài chính. Được không ạ? Và khi mà Thanh An tham gia vào nhóm làm việc, tham gia vào việc cái việc đồng hành cùng với câu lạc bộ, thì mình đã có được một cái lối sống lành mạnh mà trước đây mình từng ao ước đấy, rất là tuyệt vời đấy. Và khi mà Thanh An nhìn lại những cái điều mà mình đã ứng dụng, những cái câu mà mình đã ghi trên cái số tiền ở các anh chị,
À, đó là gì? Đó là mình ghi lại, mình ghi lại và mình ra quyết định. À, mình ra quyết định các anh chị. Đấy. Và có một cái phương pháp trong cái bước số 4 trong một cái phương pháp đặt hàng vũ trụ, đó là gì? Đó là khi mà anh chị mong muốn một cái điều gì á, anh chị hãy để cài đặt những cái điều mà mình mong muốn ở để ở Zalo và chế độ một mình tôi ha. Mình để những cái mục tiêu của mình để những cái ước mơ của mình trong đó, và mình để ở chế độ một mình tôi thôi các anh chị nhá, đừng có để công khai. Bởi sao công khai? Người ta nhìn thấy, người ta nói là đồ ảo tưởng, đồ thế này thế kia. Nhưng mà anh chị làm đi, anh chị sẽ thấy này, tất cả những cái điều gì mà mình đã từng ra quyết định, những cái khoản tiền, những cái khoản tiền mà mình đã chi ra và mình quyết định là mình nhận về, thu về lại bao nhiêu thì sao, thì hầu như là mình để đều thu lại được cái số tiền chính xác là bấy nhiêu các anh chị. Đấy, rất là tuyệt vời, rất là vi diệu các anh chị ơi. Nó về chính xác luôn. Tuyệt vời lắm luôn á. Đấy. Và mình xem đó là những cái khoản đó là gì, đó là những cái khoản mà mình đầu tư cho chính bản thân của mình. Đúng không ạ? Rồi giống như là con cái của mình đi. Con cái của mình mong muốn con cái của mình phát triển, mình đầu tư cho con cái của mình đi học, đúng không ạ? Mình học thêm chỗ này chỗ kia đấy, mình học thêm chỗ này chỗ kia thì anh chị thấy nè. Rồi anh chị tìm cái môi trường này môi trường kia cho con đi học, thì anh chị cũng biết rồi, cái môi trường nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Môi trường nó quan trọng lắm. Nếu như cái môi trường mà anh chị đang cho năm giác quan của mình tiếp xúc mỗi ngày. Và khi mà ở đây này, nếu như mà anh chị chưa có một cái môi trường để cho chúng ta phát triển, nếu như anh chị chưa có một cái môi trường để chúng ta rèn luyện cùng nhau, thì sao, thì chúng ta hãy cùng tham gia cùng với Thanh An vào trong nhóm rèn luyện, vào trong môi trường của câu lạc bộ để chúng ta đồng hành cùng nhau, phát triển cùng nhau, và hàng ngày sẽ cùng nhau rèn luyện về cái gì, về sức khỏe, về mối quan hệ. Và cùng nhau rèn luyện gia tăng cái giá trị của bản thân để trao đến cho cộng đồng nhiều hơn. Để làm gì? Để thu nhập của các anh chị gia tăng lên. Đấy. Và anh chị hãy cùng tham gia cùng với Thanh An vào trong câu lạc bộ các anh chị nhé. Được không ạ? Chúng ta hãy cùng nhau rèn luyện, cùng nhau về sức khỏe, cùng nhau về tài chính, để cùng nhau gia tăng, làm tròn những cái khía cạnh trong cuộc sống, được không ạ? Rồi, và bây giờ thì các anh chị hãy cùng nhau thực hành cái phương pháp này cùng với Thanh An nhé. Bước 1 đó là gì? Đó là lặp lại từ 1 đến 3. Cái phương pháp nhiệm màu số 1 đó là cảm thấy mình thật hạnh phúc. Viết ra danh sách, 10 điều biết ơn, đọc lại danh sách và cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm thấy mình biết ơn đối với điều đó. Cái thứ hai, lấy ra các cái hóa đơn chưa thanh toán và thực thi sức mạnh của lòng biết ơn bằng cách viết hóa đơn đó lên dòng chữ cảm ơn vì số tiền. Cảm nhận được sự biết ơn vì mình có tiền để thanh toán hóa đơn ấy, bất kể bạn đang có tiền thật sự hay không. Rồi, cái bước số 3, lấy 10 hóa đơn bạn đã trả trong quá khứ và viết lên mỗi hóa đơn ấy từ nhịp màu cảm ơn đã thanh toán và cảm ơn thật sự biết ơn vì bạn đã có tiền để thanh toán nó. Và bước số 4, trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Và anh chị biết vì sao lại là tờ tờ 10 tờ hóa đơn không ạ? Vì 10 tờ hóa đơn để giúp cho cái suy nghĩ của các anh chị lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cảm ơn đã thanh toán, cảm ơn đã thanh toán, cảm ơn vì mình đã thanh toán. Tức là sao? Tức là mình đang tự kỷ ám thị á. Mình đang tự kỷ ám thị. Thay vì nếu như mà anh chị không lấy cái tờ 10 tờ hóa đơn này ra, tâm trí của các anh chị sẽ bảo là sao? Có tiền đâu mà thanh toán, có tiền đâu mà thanh toán. Đấy, đúng ạ. Nó sẽ bảo như vậy đó các anh chị. Vậy thì sao mình hãy lấy ra cái 10 cái tờ hóa đơn mà mình đã thanh toán rồi để mình có cái cảm xúc thật. Quan trọng ở đây là gì? Cảm xúc ở đây nó phải là thật. Và nếu như cái cảm xúc ở đây mà nó không có thật thì sao? Thì anh chị sẽ biết ngay. Đấy, anh chị sẽ phân biệt được là cái điều đó nó có xảy ra được hay không. Vậy nên mình hãy lấy ra cái 10 cái tờ hóa đơn đã trả rồi và mình hãy ghi xuống là gì? Cảm ơn đã thanh toán, cảm ơn đã thanh toán, và mình đang tự kỷ ám thị ấy.
lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại và thôi miên mình luôn các anh chị. Và đây chính là cái cảm xúc thật, thì tiềm thức của mình nó mới tin được. Và khi mà cái cảm xúc thật như vậy, tiềm thức nó mới giúp cho chúng ta thu hút những cái nguồn lực tới, và anh chị mới có được càng ngày càng nhiều tiền hơn được không ạ? Đấy, cho nên đây là những cái kỹ thuật ở trong đây đều có lý do hết. Cho nên mình học mình đừng có bỏ bước nha các anh chị. Và chúng ta sẽ thực hành cái phương pháp này trong ngày hôm nay các anh chị nhé. Đúng không ạ? Rồi, ok các anh chị ha. Đó chính là cái phần mà Thanh An muốn chia sẻ với các anh chị trong ngày hôm nay. Và chúng ta hãy thực hiện cái phương pháp nam châm tiền bạc này để giúp cho chúng ta thu hút được ngày càng nhiều tiền bạc đến với cuộc sống của mình các anh chị nhé. Rồi, ok các anh chị ha. Và hẹn gặp lại các anh chị trong những nội dung của livestream tiếp theo đúng không ạ? Chúc cho tất cả các anh chị một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.